Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về chiếc biến tần ABB, biến tần 3 pha nha các bạn. Đây, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ tháo chiếc biến tần này ra cho các bạn coi mình cấu tạo bên trong của chiếc biến tần. Đó, thì chúng ta sẽ tháo chiếc biến tần ra xem bên trong nó có những gì, bao gồm những phần gì đó. Và thứ hai là để cho quá trình chúng ta vệ sinh, thì tôi cũng hướng dẫn các bạn cách tháo luôn, để tháo ra vệ sinh trong quá trình chúng ta làm việc lâu nó bám bụi nhiều, chúng ta cần phải vệ sinh nó. Và bây giờ tiến hành tháo. Đầu tiên các bạn sẽ phải tháo hai bên ốc rồi, và hai bên má này ra. À, tháo sợi dây nguồn nó ra. Rồi sau khi tháo xong, ta sẽ tiến hành tháo quạt. Đó, trước tiên các bạn phải tháo quạt này. Tháo cái quạt đó các bạn. Đó, rồi tiếp theo tháo màn hình. Màn hình có hai cái lẫy nên các bạn phải cần thêm hai cái bút thử điện để các bạn cậy. Nhưng bây giờ tôi kiếm nó cũng đó. 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 Rồi. Màn hình. Và các bạn sẽ tháo cái ốc của màn hình ra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lại bốn cái lẫy hai bên nhé các bạn, bốn cái lẫy hai bên mảng bo giữ bo. Đó, rồi hai bên này nữa. Đó, các bạn tháo đấy. Vậy trong quá trình sử dụng ấy, thì chúng tôi phải lấy bút xóa, chúng tôi phủ lên các chân linh kiện, vì trong môi trường làm việc ẩm ướt ấy, thì dẫn tới nó gây hiện tượng là nhiễu ẩm ướt, rồi sinh ra các lỗi khi biến tần. Chúng tôi sẽ phủ đây một lớp sơn. Rồi, bây giờ bảng điều khiển nhé, màn hình. Đó, tất cả các bộ xử lý trung tâm đều làm trước màn hình này. Còn đây là phần điều khiển. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái phần điều khiển nó. Chúng ta sẽ lạy các lẫy ở bên sườn này nó. Bạn thấy ạ? Đó, sau khi nó có 6 cái lẫy ở hai bên sườn.
các bạn cần lợi lên đó. Sau khi lợi xong các bạn sẽ rút được ra đó. Chúng ta sẽ được vỏ mạch điều khiển trung tâm của biến tần, quạt làm mát và mạch công suất, các bạn thấy đây đó. Cho bạn theo dõi kỹ hơn về bo mạch công suất của nó nhé. Đó. Và các bạn sẽ vệ sinh. Thường tôi sẽ lấy xà bông đó và chiếc bàn chải, tôi sẽ đánh cho sạch, chà cho sạch, ngâm xà bông chà sạch rồi. Còn chiếc màn hình này chúng ta chỉ có lấy chổi cọ quét sơ qua đó, không được để nước vô màn hình. Còn này khi chúng ta vệ sinh xong chúng ta sẽ sấy khô hoặc là phơi nắng đó. Và tôi sẽ gỡ luôn cái phần này ra luôn. Mấy chiếc vỏ là hơi chắc, tôi phải tháo rồi. Các bạn thấy đây, vỏ lắp màn hình, vỏ đó, phần mạch đây, điều khiển. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp lại. Khi vệ sinh xong, sấy khô xong rồi ta sẽ ráp lại như cũ đó. Các bạn sẽ đặt vào đây. Đó, các bạn chỉ cần ấn xuống là được. Đó, là chắc này. 6 khớp rồi vàng. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn màn hình vô. Rồi. Và tiếp theo nữa, chúng ta xiết con ốc lại lại. Rồi, xin ốp màn hình lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn bàn phím vào màn hình. Rồi, xong. Cuối cùng chúng ta sẽ gắn chiếc quạt tản nhiệt. Đây là quá trình ta tháo ra, lắp xô,
hoàn thành. Và bây giờ tôi sẽ test cho các bạn lại xem nó hoạt động hay không. Vì biến tần chúng ta hoạt động 6, 7 tháng, 1 năm, 2 năm ở những điều kiện môi trường ẩm ướt hay là những môi trường bụi nhiều, các bạn phải tháo ra vệ sinh nhé. Đó. Rồi. Cho biến tần chúng ta hoạt động bình thường, nhưng mà đây là động biến tần 3 pha nên chúng ta chỉ hiển thị được cái màn hình của nó thôi. Đó. Chúng ta chỉ hiển thị được cái màn hình của nó chứ không có thể là điều khiển được nó. Bởi vì đây là biến tần 3 pha, chúng ta cần phải có nguồn 3 pha cấp cho nó là một động cơ. Đó. Hoàn toàn bình thường đó. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.